vào đây anh gặp ai thì anh phải đúng 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 ở đây không có người điện thoại. Nhưng mà em làm bên công an hay bên gì ạ? Bên công an đúng không? Bảo vệ của trụ sở này. Trụ sở à? Bảo vệ ai này thì cho phép ai sang tay xăm chỗ này? Tại không được xăm chỗ, em là bảo vệ của công an đâu. Thế à? Bảo vệ là được xăm chỗ, công an là không được xăm đúng không? Không ai cấm là xăm chỗ cả. À, luật pháp không ai cấm đúng không? Dạ, em không phải là công chức, không được xăm chỗ. À, đây. Nhưng mà muốn nói nó là bộ mặt của phường. Nó phải tay ra ngoài. Cái hiệu gì là? Bảo vệ ạ. Vậy. Em và em hỏi giúp cho anh cái hỏi cái anh ấy ở ngoài anh đợi bà ấy rõ ràng là bà ấy điện thoại ra ra ngoài mà bà ấy bảo bà bị bắt ở đây mà đưa về đây mà bà phường Bách Ủy ban phường Bách Khoa mà thứ nhất là ủy ban ấy thì là của tiền của dân đóng góp thuế nên ủy ban là một nơi mà nó cái nơi này nơi tiếp thân ảnh hưởng đến chuyện là an ninh không phải là nơi mà cấm ra cấm vào. Thực ra là ai có thể ra vào được bình thường. Nếu mà không có sự vụ gì thì không có việc gì mà phải cấm đoán người ta bình thường. Thế này nhiều người ra vào này. Thì đây là nơi tiếp dân như của dân nhé. Đây là hỏi được bà Trần Thị Thảo bà bắt về đây bà điện thoại đó bà đang ở tại ủy ban phường Bách Khoa này. Ở đây thì anh lên đây hỏi. Vâng thì mình có vấn đề mất tích người thì báo công an phường. Ờ đúng rồi. Không. Vâng, thông báo công an phường bên kia. Đây là trụ sở của ban nhân phường. Nhưng bà điện thoại bà bảo bà đang nằm tại cái ủy ban phường này này. Bà điện thoại như này như vậy. Thế thì hỏi bà điện thoại bà trực tiếp bà nói thế. Các bạn này có thể là không biết đâu. Có cái gì đâu. Vâng, thì hỏi những người mà phụ trách như là trưởng phường tức là chủ tịch ủy ban phường và phó chủ tịch xem là tại vì bao nghe tin là có một người đang bị giữ ở trong này. Bà Thảo bà điện thoại bà bảo bà bị bắt đưa về đây. Cơ quan đang làm việc chứ không có ai bị bắt ở đây cả. Mà bác đi ra ngoài. Nếu không có việc gì thì anh phải có một cái lời nói là thì chúng tôi đây, không như chúng tôi là cái người dân chúng tôi có quyền đến đây. Các cơ quan đang làm việc. Chúng tôi có quyền đến đây là chúng tôi hỏi. Hỏi thôi. Đấy, là cái này anh làm cái đúng thôi. Cái lời nói của anh như là ra lệnh cái người dân. Cơ quan để dân đến làm việc. Để dân người ta làm được. Có vấn đề gì dân phục vụ người dân phục vụ ai? Phục vụ dân nếu các bác có nhu cầu về thủ tục hành chính mời các bác vào làm việc. Còn nếu như không có thủ tục hành chính mời các bác ra. Nhớ. Đang là các cơ quan đang làm việc không có việc giữ người ở đây. Còn về vấn đề mất tích người thì các bác sang bên đây. Bọn em đi em báo không có. Bác ơi làm gì ở đây ạ? Bác ơi chức danh gì đây ạ? Dạ. Bác là chức danh gì đấy? Tôi dân tôi đến làm việc. Thì bác người dân thì bác chỉ là người dân thôi, sao bác bị hiểu được đúng không? Bác không phải là nơi cơ quan cơ không quyền. À, đây mọi người đều xác nhận là không có bài ở đây rồi thì ok, còn về sau có bài ở đây thì lúc ấy mình sẽ nói chuyện lại sau. Dạ. Thế thôi. Thì không phải cái người nào mà gọi là đại diện như là chủ tịch hoặc là có chủ tịch phường nói thì mình sẽ ghi nhớ là có khẳng định là có bắt hay không thì sẽ biết. Ơi, vấn đề là đây công an kia biết được. Nhưng mà tất cả cái bà cái tên là Trần Thị Thảo là không có ở đây gì ạ? Đấy, không rõ. Đấy, đấy là thế. Đấy, chúng tôi mình phải hỏi. Tất cả vấn đề về người tích bên công an. Bên này là giải quyết thủ tục hành chính bác ạ. Rồi, còn tôi sẽ hỏi người có trách nhiệm là có ở dưới hay không thì các bạn không biết được, thì còn mình phải. Qua bà ấy là người dân chủ tịch phường, cư trú ở phường này thôi thì cũng nên đây hỏi chứ không phải là bà người ở phường khác. Đấy. Bà ấy nói bác biết là bác bị bắt là cái tội là yêu nước. Nào ngày hôm nay là kỷ niệm 64 chiến sĩ Ngạc và bị chết do Lê Đức Anh. Nó là tội đồ. Bố lão chưa? Cái phương này cả bố lão. À thế à? Vâng. Đây thì vô đòi người đây. Danh bạ điện thoại. À thế à? Chửi này là giáo tố mọi chồng.
Cô cứ nói đi, có gì cô cứ nói ra đi. Chúng là vô cùng là khốn nạn. Khi mà coi như là tôi ở tượng đài Thiên Lý Thái Tổ tôi thắp hương xong, thì khi tôi ra xuống đến đường định đi lấy xe đạp để đi, thì coi như là hai thằng công an an ninh xốc tôi lên trên xe ô tô. Nó hỏi tôi là có phải là bà Thảo không. Tôi nói là đúng. Nó xốc tôi lên và nó đưa tôi về 43 Trần Quốc Toản. Sau đó thì coi như là nó điện cho công an Bách Khoa đưa tôi về đây, nhốt tôi ở tầng 2. Sau đó được khoảng nửa tiếng đưa tôi lên tầng 3. Đưa lên tầng 3 thì coi như là hôm nay toàn bộ an ninh hết, và có hai cô dân phòng thôi. Sau đó thì coi như là thu hết tiền điện thoại của tôi, xóa hết và coi như vào giật linh thủy của tôi, coi như là đính chính rồi. Và thằng phó công an Bách Khoa còn địa đánh tôi, kéo giật cánh khủy tôi ra, vào một cái con nữa công an sao không có người đây, bây giờ lại có người đây. Lúc nãy tao hỏi đều bảo không có ở đây. Chúng mày mày về không biết nhục à? Mày đã đánh bố rồi phải trả giá nhá. Mày đã đánh bố rồi nhớ cái mặt mày nhá. Đây là trụ sở ủy ban đảng ủy viên, không phải là công an phường, không được phép bắt người. Đây là bắt giữ người trái pháp luật. Đây là biến tướng lên, không tạo đồng hồ đưa về để ra. Cô Thảo, cô Trần Thị Thảo hôm nay có tham gia buổi tưởng niệm các hương. Mẹ người ta đi ra vương, bắt về đây luôn. Mẹ bó tay từ người hy sinh vì không được ra lệnh bắn lại. Bây giờ cô bắt đi. Làm gì vậy bác? Mày dám bảo được bà Khẩu Thảo không có đây? Mẹ mày. Cái thằng này bên từng đứa đánh tao đây. Bảo mẹ à mày. Cái bọn chuột vật, thằng đây là thằng công an phường mà. Cái gì? Này!
Này, thằng này nó ra ra đánh nhé. Thằng này nó ra đánh nhé. Mày ra đánh tao, chửi mày, mày đánh tao. Mày đánh tao. Mày đã từng đánh tao. Này, nó đánh nhỉ, mày đừng có mà chối. Mày đừng mà chối. Này, này, cái loại mày không bằng con súc vật. Thằng này không ăn phường mà. Cái loại mày súc vật. Mày không biết nhục à? Mày đã từng đánh bố mày, mày phải trả giá nhá. Nhá, mày từng đánh bố mày nhá, bố mày nhớ cái mặt mày nhá. Nhá, cái loại mày nhá. Cái mày giận ai? Mày giận ai? Tao chụp mày đấy. Điện thoại mày. Mày là thằng công an, bố mày chửi đấy. Mẹ mẹ mày. Mà tao quay mặt mày đấy. Mày không ăn phường được bách khoa. Mẹ thằng này cực kỳ là mẹ mày mất dạy. Mẹ áo mày. Mẹ áo mày. Đủ chúng mày. Mẹ mẹ mày. Mẹ mẹ mày. Mày không nhục à? Bố mày thù mày vài chút. Bao giờ chế độ này mà mẹ mày sụp đổ nhá. Bố mày xử mày. Mẹ 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 mày. Mà mẹ à mày, cái loại mày nhục không bằng con chó. Con chó bố nuôi còn dễ hơn nhá. Mà mẹ áo mày. Mà mẹ áo mày. Lại nhá, mày không bằng con chó, con súc vật nhá. Tao chửi đấy. Tao chửi đấy. Tao chửi đấy. Mẹ cái chính quyền này. Bắt đi, bắt đi. Tao thách mày đấy. Tao thách mày đấy. Tao thách mày đấy. Tao chửi đấy. Cái chính quyền này hèn ra các người dân. Cái chính quyền. Chính quyền của tao. Người dân là bảo mẹ à. Cái loại đội hước. Hai. Mày là cái mẹ áo mày. Mẹ mày. Thằng này không ăn này, nó không ăn qua này. Mẹ áo mày. Chính quyền thì bắt người bây giờ lừa đảo. Mẹ áo mày. Mẹ áo mày, chúng mày mẹ áo mày. Cả thằng này nữa nhá. Mày không có phép đổ phường Bách Khoa, mày đã từng đánh tao nhá. Cái mặt mày này nhá. Mày cái gì? Mày mày gì? Loại mày không bằng con súc vật. Cái chế độ này chứ sụp đổ nhá. Bố mày sẽ xử lý mày. Mày mày áo mày. Mày mày áo mày. Mẹ áo mày. Nhá, bố mày nhớ mặt mày nhá. Mày áo mày. Mày không biết nhục à? Đi. Mẹ mày cá thằng này nữa. Mà mẹ à mày. Bú cặp cái nào. Bú cặp cái nào. Mẹ à mày về trúng đá con thằng bố vừa ra thằng cái nào. Mẹ à mày. Mà bố nó nhớ cái mặt mày. Cái thằng mắt chố đây này. Mày cứ đánh bố này. Mà mẹ à mày. Mày thích cái mắt sắt nhưng tao không mày. Mà mẹ à mày. Về về giải quyết nha. Bố nó nhớ thù. Còn thằng Đặng Bích Việt. Thôi, ăn phường nhá. Bố nói bố đừng đẩy tay, bố đừng đẩy tay, không ai được động. Không. Này ông can thì ông can đến thằng này này. Thằng này thật đát ôn. Nhá, còn thằng Đặng Bích Việt nữa, trưởng quan phường. Nhá. Bố mày ghi sổ đen chúng mày rồi đấy. Mặt mày đấy. Cho em ghi chán nhá. Nhá. Mẹ ta rõ ràng đang đứng đầu thế mày đấy chưa. Mày chính mày gây hấn đấy chưa. Mày mày nhá. Mày bố nhặt mình nhớ cái mặt mày. Nhá. Đi về đấy. Thôi đủ rồi. Thôi rồi để cho con đây. Xem chúng nó làm gì. Mẹ ông mày. Mẹ ông mày. Mẹ áo mày, toàn cái loại mẹ hèn với giặc ác với dân. Mẹ người giữ bà người ta đi dám bảo không có cái mả mẹ chúng mày. Riêng mấy cái thằng công an phường này nó mới chửi để cho dân nó nhục. Nhá, cái thằng áo kẻ đây này. Nó công an phường này, thằng đấy từng đánh tôi. Thằng kia nữa, tôi nhớ mặt nhau hết. Mẹ mày, cái bọn này nó ác, cực kỳ ác. Nhá, này, tôi chỉ nó đúng đúng luôn. Thằng mà áo kẻ ca rô này, thằng này và thằng này nữa. Đấy. Đang nhớ mà, bố mình nhớ không được quên chúng mày đâu.